Một chiếc Ford Territory thế hệ mới nhất vừa được bắt gặp lăn bánh trên cao tốc Hà Nội, Hải Phòng. Chiếc xe này đã có biển tạm, thậm chí logo của xe không được che chắn giống những chiếc Ranger hay Everest chạy thử trong thời gian gần đây. Theo một nguồn tin thân cận từ nhà máy Ford, một số chiếc Territory đã được nhập khẩu về nước và nằm tại nhà máy ở Hải Dương. Những chiếc xe này đang trong giai đoạn thử nghiệm. Trong khi đó, phía đại lý cũng liên tục chào đặt hàng Ford Territory mới. Theo thông tin từ tư vấn bán hàng, Territory sẽ có giá tạm tính từ 799 triệu đồng và xe nhập khẩu từ Trung Quốc. Mẫu SUV này có thể được bán trong quý 3 năm nay. Thế hệ mới nhất của Ford Territory chính là Ford Equator Sport, được mở bán hồi tháng 3 năm 2022 tại Trung Quốc. Tại Campuchia và Việt Nam, mẫu xe này dùng tên Territory. Ford Territory 2022, có đại lý gọi là 2023, có kích thước dài 4.630mm, rộng 1.935mm, cao 1.706mm và trục cơ sở 2.726mm. Do đó, mẫu xe cùng hạng với Mazda CX-5, Honda CR-V, Hyundai Tucson hay Kia Sporter. Territory chính là mẫu xe thế chân vào vị trí của Escape, mà hiện đã bị tạm hoãn bán tại Việt Nam. Territory không phải mẫu xe thuần 100% của Ford, mà được lắp ráp bởi một liên doanh của Trung Quốc là Jiangling Ford. Do đó, thiết kế và trang bị của mẫu xe này cũng có những điểm khác so với các mẫu xe Ford đang được bán toàn cầu có mặt tại Việt Nam, ví dụ như thiết kế tổng thể, vô lăng, hệ thống giải trí đa thông tin trong xe, đều không có sự liên kết với các mẫu Ford đang bán trong nước như EcoSport, Ranger, Everest hay Explorer. Tuy vậy, Territory vẫn có những thứ mang bản sắc của Ford, như thiết kế đầu xe giống Mondeo thế hệ mới, hay động cơ EcoBoost dung tích 1,5 lít có công suất 168 mã lực, mô men xoắn 260 Nm. Trang bị dự kiến trên Territory khá hiện đại khi so sánh với các đối thủ. Theo tiết lộ từ người bán, xe sẽ có cặp màn hình 12,3 inch sắc nét ở nội thất, cần số núm xoay, phanh đỗ điện tử, cửa sổ trời toàn cảnh cùng gói công nghệ an toàn tiên tiến, với những tính năng cảnh báo chệch làn đường, hỗ trợ giữ làn đường, cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi, cảnh báo va chạm phía trước, ga thông minh, phanh khẩn cấp tự động và hỗ trợ lái xe khi tắc đường. Territory sẽ là ván cược lớn của Ford tại Việt Nam trong phân khúc SUV, crossover cỡ C sau khi khai tử Escape đời trước. Trong phân khúc này, CR-V và CX-5 vẫn đang là hai mẫu xe có doanh số tốt nhất trong nửa đầu năm 2022, sau đó đến Tucson. Tucson có thay đổi lớn, Sporter mới vừa ra mắt, còn CX-5 mới có thể về nước vào cuối năm nay sẽ là những đối thủ khó nhằn của Territory.